Hello hello, xin chào anh em nha. Hôm nay Tâm vừa làm xong cái hộp điện này nữa nè. Nay làm ba cái hộp điện tổng cộng luôn. Đều là cái bộ điều khiển từ xa qua sim điện thoại cả. Cái này vô mùa nắng là bắt đầu mùa nắng rồi. Vào vụ thì bà con mình tưới cây tưới rẫy rất là nhiều nên đặt làm những bộ này ha, tưới từ xa bằng qua sim điện thoại luôn, tức là mình có thể nhắn tin hoặc gọi điện tới cái bộ điều khiển. Bộ điều khiển này nè, lắp trên bộ tủ điện. Thì bộ này là bộ ES01 của Laserco Việt Nam mình sản xuất và bảo hành 12 tháng luôn, mà con mình yên tâm mà sử dụng, và dịch vụ bảo hành cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt và nhanh nữa. Đấy. Thì đây thì chúng ta sẽ lắp cái sim vào vị trí ở đây. Đấy, cái bộ này thì hôm nay Tâm không có hướng dẫn chi tiết cách lắp sim như thế nào nha, và các hướng dẫn đấy thì Tâm có làm nhiều lắm rồi. Anh em mình có thể xem trên tờ giấy hướng dẫn hoặc là xem cái kênh YouTube của mình á, hoặc là nhắn Zalo 0906099063 là Tâm gửi cái đường link video đó cho bà con xem cụ thể luôn ha. Rồi. Lắp anten vào đây, lắp cái sim vào đây, xong rồi chúng ta khởi động, cấp điện khởi động, chờ khoảng ít nhất là 15 giây cho thiết bị nó khởi động ha, thiết bị khởi động. Rồi khi cấp điện vào thì rất là đơn giản, cái này mình có ghi điện 220V vào nè, ra motor nè, rồi điện 3 pha mình sẽ cấp cũng tương tự thôi, nhưng mà tủ này là tủ dành cho điện motor 1 pha thôi. Ha. Anh em có yêu cầu 3 pha, ha. Các yêu cầu khác cứ liên hệ Tâm nha, số 0906 là 099063 nha. Ở đây thì Tâm có khởi động từ để đóng cắt cho cái motor, thì theo yêu cầu thì motor khoảng 3-4 HP. Ở đây thì Tâm sẽ điều khiển thử bật tắt tại chỗ cho anh em xem nha. Đèn báo nguồn, đèn báo ngõ ra, motor quay ha. Rồi, tắt. Rồi khi anh em để chế độ tự động bên đây á thì nó sẽ bật theo cái mà cái bộ điều khiển này ha. Bộ điều khiển này thì chúng ta hãy nhắn tin hoặc gọi điện tới để mà ta bật tắt nha. Rất là dễ luôn và không giới hạn khoảng cách xa. Tức là ở đâu có sóng điện thoại là chúng ta dùng được nha. Từ Nam chí Bắc ha. Hoặc như ngoài biển đảo thì chúng ta có sóng điện thoại là chúng ta điều khiển được. Cái sóng điện thoại thì của nhắc nhà mạng Viettel, Mobi, Vina vân vân thì đấy thì chúng ta sẽ dùng được. Rồi về là sim á, thì một số anh em hỏi là cái sim có cần đăng ký mạng internet không, thì câu trả lời là không nha. Cái sim chỉ cần sim 4G, hiện tại là nó hỗ trợ 4G, băng tần 4G nha. Rồi chúng ta không cần đăng ký internet, mà cái sim nó chỉ là sim hoạt động 2 chiều và có tài khoản trong đấy là được. Có tài khoản để mà nó để khi mà chúng ta điều khiển á, nó sẽ nhắn tin trả về cho chúng ta biết là thiết bị đang bật hay đang tắt như thế nào đó, thì nó sẽ trả tin nhắn về chúng ta. Thì tin nhắn đấy nó sẽ tốn tiền trên cái tài khoản của cái thiết bị này. Do vậy cái sim hay là sim hoạt động 2 chiều của các nhà mạng ở Việt Nam mình sản xuất ở Việt Nam mình và có cái tài khoản đấy để nó nhắn tin, nó trả cái trạng thái về cho người sử dụng biết ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu thấy hữu ích thì có nhu cầu liên hệ ngay cho Tâm nha. Số 0906 099063. Lắp xong rồi gửi hàng đi toàn quốc luôn cho anh em mình.